anh xin lỗi. Buồn không? Để kiểu này thì anh thấy là nó không hợp đâu, nhưng mà nếu mà bồ em bảo không có kiểu nào đẹp ấy, thì để anh thay đổi cho em một kiểu nó đẹp, nó ngầu lên nhá. Và phần trên là thì anh sẽ uốn phồng lên được không? Hành trình 30 phút quyết tâm thay đổi vì cô bạn gái chê là tóc xấu. Chắc hẳn cảm giác đấy ai cũng buồn đúng không các bạn? Khuôn mặt bạn này khá góc cạnh, chất tóc thì mềm nên là mình quyết định cắt cho bạn này và uốn cho bạn này một kiểu tóc. Kiểu này thì chiều dài phải từ 6 tới 7 cm mới uốn được nha. Hy vọng kiểu tóc này sẽ giúp bạn này quay lại được với cô bạn gái. Phố xa đã lên đèn rồi mà anh vẫn có thói quen ngẩn ngơ đứng trước mái hiên nhà một cửa khi có thứ nói em. Được bao lâu nay trước sân vườn nhà có cây đi qua bốn mùa em vẫn chưa về. Chữ này là chữ em xăm chữ nhẫn. Em ra đường bị mấy bạn che, em nhẫn nhịn lâu rồi. Nhẫn không làm được việc. Dạ, anh giúp em thay đổi kiểu tóc. Giờ thích cách được kiểu ngầu hay sao? Dạ, ngầu ngầu không biết. Hai bên bạn này đã cắt sát rồi nên là mình sẽ tỉa lại một xíu phao le phần trên. Mình sẽ uốn rút phồ và vẩy lai cho bạn này. Nếu mà muốn có chất tóc này thì chiều dài các bạn nên để từ 4 tới 6 cm nha. Sau đó mình sẽ vẩy lai cho bạn này một kiểu tóc mới. Phố xa đã lên đèn rồi mà anh vẫn có thói quen ngẩn ngơ đứng trước mái hiên nhà một cửa khi có thứ nói em. Được bao lâu nay trước sân vườn nhà có cây đi qua bốn mùa em vẫn chưa về.